Đó, sau khi trải nghiệm xe túc túc là mình đã đến cung điện hoàng gia là Royal Palace. Tổng cộng chuyến đi của mình từ khách sạn đến đây là 7.300 rê, 7.300 rê nha các bạn. Còn bao nhiêu tiền vậy thì mình không có rành quy đổi lắm, nhưng mà nói chung là trải nghiệm cũng khá thú vị. Ok, nếu các bạn thích video thì hãy nhấn nút like và share để mình có thêm động lực nha các bạn. Ok, bên kia bye bye. Hello, xin chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại Royal Palace, nghĩa là cung điện hoàng gia Campuchia nha các bạn. Chỗ này là hiện tại là có nuôi rất là nhiều chim bồ câu đó, bay tờ lơ đó. Này phục vụ cho khách du lịch. Ở đây là mấy người bán hàng rong này đều biết nói tiếng Việt hết đó nha. Hồi nãy mình mua đồ cũng biết nói tiếng Việt luôn. Đang đứng trước cung điện hoàng gia. Con quăng lên, quăng lên. Em cho chim một con ăn. Con quăng lên cho mấy bạn ăn. Táo táo mấy bạn lại ăn à, mấy bạn lại ăn à. Đây là lối đi vào của tham quan cung điện hoàng gia Campuchia. Một vé là cứ 10 đô nha các bạn. Và ở đây có cây dừa bự nè. Trong đây có rất là nhiều ngôn ngữ. Trong đây có rất là nhiều gà đi. Bây giờ mình cũng đi theo dạo vòng vòng chơi nha các bạn. Tham quan thử Campuchia. Đây là cung điện chính. Kia có rất nhiều cung điện. Tại cái này là do hiện tại là mình không có đi theo tour, đi tự túc cho nên không ai hướng dẫn, không ai thuyết minh. Nhưng mà thôi, phải nhìn qua nhìn lại mấy cái này cũng y chang nhau. Chắc là chỗ vua ở rồi. Có cây gì lạ nè, cây chuối. Đó, cây lạ quá kìa. Còn đây là con rắn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con rắn có 7 cái đầu. Một cái thần của Campuchia vậy đó. Mình nghe người dân bản địa nói vậy nhưng mà mình không biết thần gì. Ok. Ở trong đây là bắt buộc phải ăn mặc nghiêm chỉnh nha các bạn. Ở bên trong hoàng cung hiện tại mình đang đứng ngay khu cung điện đây, nhưng mà khách không có cho quay. Mình đang đứng ngay khúc này thôi, ngoài hoàng cung. Và đây là bên trong cung điện hoàng cung nha các bạn. Chi chi à, chi chi à. Wow, cho chuyện mua chim nào mà chị chi à. Hiện tại thì trong cung điện hoàng gia không cho quay chính diện, chỉ cho quay góc ngang, góc và phía diện thôi.
ngoài da, hình như bên trong là vàng thiệt nha các bạn, không biết vàng thiệt vàng giả. Dưới góc độ này các bạn có thấy là mặt trời bị chia ra làm đôi đúng không, rất là đẹp. Ở đây là cung điện chính của hoàng gia Campuchia nha các bạn. Đó, cung điện chính góc độ này rất là đẹp. Cái này là góc đằng sau cung điện hoàng gia nha các bạn. Đó, cung điện hoàng gia trên mái chóp. Ở dưới đây là có các vị thần đỡ lên. Còn đây là con rắn bảy đầu đứng trước. Rồi có hai con gì này mình không biết, trong văn hóa của người Khmer này là con gì nữa. À, nhưng mà cái này rất là đẹp. Nghe nói bên trong là vàng không? Bên trong vàng nữa. Hiện tại thì trong đây đang trùng tu hơi nhiều, cũng không có gì coi hết, tốn 10 đô vô đây để chụp cái tấm hình với quay cái phim. Đây là cung điện chính nha các bạn. Đây, 10 đô là chỉ có nhiêu đây thôi. Đó, cho các bạn xem nè, 10 đô đó là chỉ có nhiêu đó thôi nha, tốn 10 đô. Sau khi đi lố ở đây mình sẽ đi qua một cái cổng khác. À, hồi nãy nghe Hướng Như nói đây là chùa bạc của vua Sihanouk, lập ra khi năm 23 tuổi. Đây là chùa bạc nha các bạn. Ok, giờ mình vô tham quan chùa bạc nha các bạn. Chùa này bằng bạc. Muốn vô chùa phải cởi dép ra. Này là quang cảnh ở ngoài chùa bà. Nói tiếp, ở trong chùa bạc này là bên nước bạn không có cho quay, cho nên mình không thế nào quay được trong đó, nhưng mà bên trong là có rất nhiều vàng bạc châu báu, cái tượng bằng vàng này nọ luôn. Nói chung là cũng khá là ok. Đây là cổng ra sau khi tham quan nha các bạn. Đây là lối chính. Kết thúc một buổi tham quan cung điện hoàng gia. Thủ công ở Campuchia.